Chào mọi người, hôm nay mình quay mẫu mới về nha mọi người, tranh theo chữ thập, mẫu mới về của tháng 6. Mình chỉ đưa mẫu cho các bạn xem thôi, nếu còn đủ thời lượng thì mình sẽ mở vải cho các bạn xem ha. Mẫu này thì cũng như hãng này cũng như mấy lần trước, là chỉ vải rất là, màu in nó rất là rõ ràng. Vải là in sẵn, được in màu sẵn. Mẫu đầu tiên là K085, kích thước 67 x 39 cm, gia đình gấu, tranh thiêu thường, không phải là tranh đê nha mọi người các bạn. Tiếp theo mẫu mã K228. K228 này kích thước là 63 x 55 cm. Tiếp theo là K094, kích thước 32 x 29 cm, hoặc hình chibi. Tình mẫu tử kích thước R361, mã 361, kích thước 37 x 41 cm. Cảnh biển kích thước là F, kích thước là 45 x 55 cm, mã F861. Nếu các bạn thích hoặc là các bạn cần tư vấn hay hỏi thêm về gì về tranh á, các bạn inbox Zalo cho mình. Zalo của mình là 0982074867. Mẫu này là hàng hoa, kích thước là 73 x 61 cm, mã F856, tranh thiêu thường chỉ cô tông. Tiếp theo mẫu gà trống, mã DA140, kích thước là 47 x 61 cm. Những mẫu này lên tranh rất là độc lạ nha mọi người. Mã H762, kích thước 36 x 38 cm. Hoa hồng, mã H682, kích thước 57 x 89 cm. Tiếp theo H712, kích thước 52 x 55 cm. Tiếp theo mã D043, kích thước 61 x 28 cm. Để mình mở cái vải cho các bạn xem nha. Đầy đủ kim chỉ vải hướng dẫn. Bên mình có tặng thêm kéo và xỏ chỉ theo mỗi đơn hàng các bạn. Nếu như bạn nào có sử dụng Shopee thì mình cũng có shop trên Shopee, là shopee.vn/tranh-theo-tâm-ngộ. Đây là hướng dẫn ha. Các bạn thấy không? In bằng giấy bóng á, rất là rõ ràng nha các bạn. Đây là vải chỉ cô tông, kim đã được hãng bấm sẵn trên bản chỉ rồi ha. Đây là màu chỉ, số chỉ. Để mình lấy vải cho các bạn coi màu in. Đây, màu in của nó là cực kỳ rõ, không sợ bị trùng ký hiệu, không có sợ bị lem. Đây là số hàng mới về không, cho nên các bạn yên tâm nha. Nếu như hàng của mình ra hàng, các bạn kiểm tra hàng mà màu in nó lem hay là nó nhòe hay là nó trùng màu, các bạn cứ trả hàng cho mình. Nếu các bạn cần tư vấn thêm sản phẩm nào hoặc xem phôi của mẫu mã nào thì các bạn cứ nhắn Zalo cho mình ha. Zalo của mình là 0982074867. Hãng này thì về màu in là các bạn không cần phải lo, nó rất là rõ, phải nói là như vậy. Mình cũng đang theo mẫu của hãng này, theo rất là thích, bởi vì không cần phải dò bạ tờ hướng dẫn ở ô nào màu nào. Ở túi tranh, ở mặt sau của hãng có hướng dẫn chúng ta cách thêu rút chỉ 3 sợi vào 1 kim ha.
Ở đây là các mũi thiêu trên tranh. Ví dụ tranh nào có thì các bạn thiêu. Người ta hướng dẫn cho các bạn thiêu đi. Có cả hướng dẫn có nút sa hạt nữa. Vì nút sa hạt một số tranh có thì mình cũng đã up clip hướng dẫn rồi. Các bạn có thể theo dõi kênh hoặc xem ở trên trang của mình ha. Mẫu tiếp theo. D348 kích thước là 46 x 55 cm, mẫu này là thiêu kính. Đa số các mẫu này về số lượng ít và không có lặp lại mẫu. Bên mình là chỉ bán ra một vài mẫu mà thành một vài bức một mẫu, chứ mình không có bán một mẫu mà mấy chục bức hay mấy trăm bức như người ta. Mẫu tiếp theo D125 kích thước 46 x 52 cm. Mẫu tiếp theo D406 27 x 39 cm. Con gà trống mã D133 kích thước 27 x 27 cm. Tiếp theo mã D586 kích thước 27 x 38 cm, rất là nhỏ gọn, không phải to đùng đùng đâu. Thước của bức này là 44 x 42 cm, D705 chim và hoa hồng. Tiếp theo D757 kích thước 44 x 44 cm. Mã D8118 kích thước 44 x 40 x 45 cm. Tiếp theo là mã D377, hai chú mèo, kích thước 39 x 33 cm. Tiếp theo cánh đồng hoa, mã F643 kích thước 42 x 44 cm. Kích thước của bức này là 28 x 39 cm, mã F660. Mã F055 kích thước 56 x 63 cm. Nông trại, mã F865 kích thước 74 x 55 cm, mẫu này thiêu kính. Phong cảnh đứng, mã F614 kích thước 22 x 43 cm. Ông lão bà lão R776 vải 11 cm thì kích thước là 57 x 44 cm. Nếu vải là 14 cm thì kích thước là 44 x 36 cm. Cái mẫu này có hai kích thước, có hai loại vải, một loại vải 11 cm các bạn thêu chỉ 3, còn loại vải 14 cm các bạn thêu chỉ 2, kích thước nhỏ hơn. Tiếp tục mẫu J482 428 kích thước 46 x 39 cm. Mã DA443 kích thước là 90 x 37 cm. Rất là dễ thương. Tiếp tục mã DA279 kích thước là 44 x 44 cm. Mã DA444 chú sóc, kích thước là 44 x 40 cm. Tiếp tục mã DA152 kích thước 42 x 58 cm. Phong cảnh, mã FA031 kích thước 55 x 42 cm. Mẫu này mã FA043 kích thước 43 x 56 cm. Quán cà phê đường phố LA138 kích thước 56 x 56 cm. Tiếp tục mẫu mèo trong ly, mã là C459 kích thước 37 x 17 cm. Mã K234 kích thước 64 x 52 cm. Chibi K016 kích thước 33 x 33 cm.
hoa cảnh biển, kích thước là 47 x 39 cm, mã K439. Tiếp tục là K298, kích thước 32 x 320 cm, đám cưới cô dâu chú rể, kích thước K096, mã K096, kích thước 32 x 34 cm. Tiếp tục mã K094, 32 x 29 cm. Mẫu này mình vừa mới đưa ha, dễ thương. Bây giờ mình bóc tiếp một số mẫu. Mẫu này R896, kích thước 56 x 77 cm. Cái bao nó hơi đục nha các bạn, tại cái bao đục á. Chiếc xe đạp mã F667, kích thước 41 x 33 cm. Mẫu này mùa đông F738, kích thước 66 x 51 cm. F386, kích thước 63 x 46 cm. F764, kích thước 54 x 41 cm. Mẫu này là mẫu bình hoa G218, kích thước 61 x 61 cm. Mẫu này thiêu kính do cái bao nó hơi đục. Mã F651, kích thước 61 x 42 cm. Mã này là F662, phong cảnh, kích thước 76 x 42 cm. Mã F241, kích thước 56 x 42 cm. Mã F308, kích thước 60 x 54 cm. Kinh khí cầu mẫu này mã là F139. F139, kích thước 77 x 60 cm. Mẫu này là G470, kích thước 46 x 55 cm. Mã F325, kích thước 59 x 59 cm. Mã F646, kích thước 42 x 51 cm. Mã này là F943. 943, kích thước là 42 x 51 cm. Phong cảnh mùa đông mã F711, kích thước 70 x 54 cm, thiêu full, gần full. Do cái bao nó hơi đục nha các bạn. Tiếp tục mẫu này là mã F655, kích thước 54 x 38 cm. Ngôi nhà hoa kích thước là F5, mã F528, kích thước 42 x 35 cm.
phong cảnh F933 kích thước 55 x 38 cm, kích thước 70 x 52 cm, mã F934. Mã này là F769 kích thước 69 x 48 cm. Mã D739 kích thước 56 x 42 cm. Cảnh biển cá heo, mã này là D653 kích thước 51 x 62 cm. Hoa xương rồng và con chim và chú chim kích thước là 56 x 41 cm. Mã D781. Con báo kích thước 48 x 62 cm, mã là D773. Các bạn cần hỏi thêm mẫu nào các bạn cứ nhắn Zalo cho mình. Số Zalo của mình là 0982074867. Mã F 538 kích thước là 63 x 51 cm. Mã D441 kích thước 39 x 47 cm. Bình hoa, hoa hướng dương H364 kích thước là 49 x 54 cm. Phong cảnh, mã F182 kích thước 83 x 58 cm. Đây là hoa poppy, mã 325 kích thước 42 x 63 cm. Mẫu cá heo, mã D632 kích thước 45 x 45 cm. Mẫu con mèo, mã D183 kích thước 46 x 45 cm. Chiếc nón và hoa, mã là H723 kích thước 46 x 24 cm. Mẫu này là D404 kích thước 69 x 47 cm. D108 kích thước 69 x 39 cm. Mã F418 kích thước 63 x 52 cm. Mã D814 kích thước 59 x 45 cm. Tiếp tục, mã F114 kích thước 60 x 45 cm. Mã này là F549 kích thước 63 x 47 cm. Chim bồ câu và trái dâu, mã này là kích thước DA088. Ủa, DA088 là cái mã nha các bạn. Kích thước là 44 x 51 cm. Mình nhắc lại số Zalo của mình là 0982074867. Khi các bạn gửi lời kết bạn, các bạn nếu muốn hỏi về tranh thì các bạn nhắn giùm mình trước là mình muốn hỏi về tranh mẫu nào, thì mình sẽ các bạn trả lời các bạn sớm hơn nha các bạn. Tại vì hàng ngày cũng có nhiều là mà các bạn lắm, cho nên mình không biết, không có chắc hết á, không có kiểm tra hết. Mã này là DA352 kích thước 52 x 52 cm, thiêu full chú mèo. Cái này là bao bì mình hơi đục nha các bạn, do bao bì nó đục.
Mã này là DA257, kích thước 61 x 41 cm. Tiếp theo là DA309, kích thước 60 x 46 cm. Mẫu cô gái ươm bó hoa. RA285, kích thước 45 x 64 cm. Mẫu này là J407, kích thước 37 x 55 cm. Mẫu này là D, ổ C951, 34 x 34 cm. Tiếp theo C939, kích thước 34 x 35 cm. Tiếp theo là F443, kích thước 59 x 59 cm. Mùa đông kích F, mã là F767, kích thước 60 x 33 cm. Mã này là F572, kích thước 62 x 44 cm. Rồi cánh đồng. Phong cảnh mã F402, kích thước 68 x 42 cm. Phong cảnh tiếp theo là F817, 39 x 29 cm. Tiếp theo là ngôi nhà, phong cảnh ngôi nhà là F205, kích thước 54 x 54 cm. Mẫu này là F354. F534 có kích thước là 73 x 51 cm. Mẫu này là mã K015, kích thước 35 x 35 cm. Mở đại ra cho các bạn một bức cho các bạn xem vải tiếp nha. Màu in, bảo đảm với các bạn màu in rất là rõ. Đây, rất là rõ.